Ui mẹ ơi. Má. Hai con. Chết mẹ rồi. Má, một con chơi đã mệt rồi còn hai con nữa chứ. Từ từ, né em ra anh ơi. Né em ra anh ơi. Né em ra anh ơi. Ok, chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay anh em mình sẽ chơi tựa game Doom 2016. Ok, let's go baby, let's go. The Crucible. Là bây giờ mình lấy cái thanh năng lượng được Crucible gì đúng không? Ủa là hôm qua mình đi qua đây hả? Từ từ để coi tắt Unikey chưa? Ok, 10 điểm. Má tôi bị cái tật là hay quên tắt Unikey lắm anh em à. Thề luôn ấy. Má cái tính nó lóc cha lóc chốc. Bây giờ là có hai cái cục hai cánh cửa đó, màu xanh dương với màu vàng. Thì bây giờ mình phải tìm hai cái đầu lâu trùng khớp với nó đúng không? Má, đồ chơi full con mẹ nó luôn. 10 điểm, 10 điểm. À quên. Nâng cấp được gì không? Hình như không có gì để mình nâng cấp anh em, mà mình nâng cấp full con mẹ rồi. Bây giờ muốn nâng cấp cũng không được nữa. Cái này à, cái này được này. Khoan từ, cái này sao? Cái này chưa mở. Đây, cái này đây. Stunning bomb. Đó, 10 điểm liền. Còn nào nữa ta? Đây còn cái này, còn cái này. Không, mình chỉ thích chơi cái này cơ. Chết mẹ, thiếu một điểm. Thiếu một điểm. Ok, mẹ còn có điểm, đâu có sự lựa chọn khác đâu. Để xem nào. Cũng không nhiều đạn lắm, cũng mình cũng không có quá nhiều đạn lắm. Rồi, đủ mẹ, nó chưa cho mình mở rồi, nó chưa mở cho mình rồi. Vậy thì bây giờ mình phải đi tìm cái quần què gì đây. À đây, dưới đây có cái gì này, khoan từ, dưới đây có cái cầu thang này. Anh em thấy không? Vậy là không được rồi, vậy thì anh em phải chui qua đây trước. Rồi. Đồ mới tay lay mình ra đâu vậy? Nhìn có vẻ chiến nha. Đồ má, cái idol xuất hiện rồi. Idol xuất hiện này, được rồi đi thôi. Easy. Tiếp. Mang hàng ra đây. Mang hàng ra đây cho anh chơi nào. Má thiệt chứ. Má rác quá. Các cái đồ bắn rác quá. Mày ra đây. Má mày. Con mẹ mày. Nhờn với anh à. Này thì nhờ. Mày hả mày. Lũ liền. Mày cốc ké này từ chơi sau. Mày cốc ké này mà sao mà nó la lớn dữ ta. Mượt. Rồi mở cửa rồi đó. Má thiệt chứ. Ủa bình thường là ba bắn là lú chết rồi mà. Bạn ơi. Nói chung là tôi chỉ cần đạn sực gân thôi. Thề rồi, mới vô mấy cái này thì chỉ cần đạn sực gân, chỉ cần đúng mỗi cái đạn sực gân thôi. Ui mẹ ơi cái lùn má. Con súc vật này. Má con này bắn cả độc. Easy lên. Mày thích bắn cả độc với tao không? Đó. Add game. Rồi tôi để xem bú hết máu đã má. Máu rác quá. Ủa cái gì đây này? À bình năng lượng. Xin nha. Tôi xin nha. Úi dồi ôi. Để xem nào.
có nên nâng full heal không ta? Armor thì mình cũng cần full rồi. Tôi nghĩ armor chơi cũng đã, chơi vậy cũng đủ rồi. Đó, full heal giờ cân bá chích con đĩ mẹ tụi mày luôn. May ha, may là tôi thấy không không thì hỏi mày cốc ké không à. Mấy cốc ké không mà lười chơi. Thề. Mấy cốc ké này, đó, chơi mấy này này, để dành bạn chơi mấy này trước này. Bạn ơi, một đấm vô mắt nha. Bạn ơi. Bạn ơi, bạn thích hạ cái miệng bạn ra không? Quá đau quá. Bạn ơi. Hay quá. Bạn ơi. Bạn ơi, ủa cái gì vậy? Sao tiện nó phò hẳn luôn ấy. Bạn ơi. Bạn ơi, thường mấy con này chỉ mình chứ một phép là chết. Thề. Bạn ơi, súc vật này. Mày thích cơm bá với tao không? 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 Này thì cơm bá này. Này thì cơm bá này. Bạn ơi. Bạn yếu lắm. Mấy con này tàng hình thôi chứ nó yếu chết mẹ ra. Bạn ơi. Bạn ơi. Từ từ má mình chưa ăn cái cục kia luôn ấy. Bạn ơi. Bạn ơi. Ok. Mất cái đầu liền. Bạn chơi sao lại mình? Tiếp. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày thích đi không? Súc sinh. Thôi, chơi sợ gần với nó luôn. Con này phò chết mẹ rồi. Easy, thấy anh em thấy tôi ghê chưa? Mình cốc ké này thì không cần quá nhiều quan trọng đâu. Tiếp. Way friend. Thích bắn nhau không? Bảo rồi, đừng có chơi ngu mà. Rồi đi đâu đây? Giờ anh em mình đi đâu đây trời? Má tính ra không biết để dành cục này quần lặng quần què gì cuối cùng cũng... Đây, tí thì quên. Tí thì không lấy. Rồi, full đạn chưa? Mình chơi mỗi sạc gân không mà hỏi sao không full đạn được. Ok. Giờ lên trên nào ta? Qua đây hả? Ok. Rồi con mẹ nó chuẩn bị chơi tiếp rồi. Trời đủ mấy con quần què bự vậy. Ôi giời ơi bạn ơi luôn. Ôi giời ơi bạn luôn. Ôi giời ơi bạn luôn. Tiếp. Bạn ơi. Bạn ơi. Má bơm máu vô rác quá. Bạn ơi, banh cái đầu mày ra. Bạn ơi. Way friend. Con súc vật này. Mày banh cái miệng mày ra. Để coi còn cái này nữa hả? Trời ơi vậy mày tưởng xong rồi. Bạn ơi. Bạn banh cái miệng bạn ra. À anh cha này. Tưởng ai? Người quen thôi. Người quen. Người quen. Mất cái đầu nhá. Xin cái đầu, nhẹ nhàng cái đầu nhá. Hết đạn hả? Má đang chơi sạc gân ngon lành, tiện hết đạn chán lắm nha. Khoan, có con tele. Ủa đây phải con tele. Có quần què. Đây, con quần què ở đây rồi. Bạn thích con chơi không?
Bạn thích chơi với tôi không? Cho bạn một đấm. Còn không ta? Tụi mới chuẩn bị ra tiếp hay sao ấy? Từ từ, từ từ, để em đi, đi. Đó, vô quắc đam, Bạn ơi, bạn ơi. Á, quắc đam đã quá. Quắc đam tha hồ bắn luôn. Lũ liền. Khoan, bình tĩnh đi friend. Trời má, hết đạn rồi chứ. Ảo chó chưa? Tiếp. Bạn thấy sức mạnh của ba Yoka của tôi chưa? Bạn thích chơi với ai? Một đấm. Bye bye. Easy. Má, game chiến quá. Nhưng mà cái tôi cần bây giờ là rất nhiều đạn cơ. Giờ vả đạn vãi luôn ấy. Má, đúng rồi, phải cho nhiều đạn vậy chứ. Đúng rồi, VL chơi mà không có đạn sao chơi. Ở mấy tập trước có cái tập mà đủ tôi chơi, không có đạn tôi chơi luôn anh em nhớ không? Má, sợ ma thiệt. Game này game combat mà không có đạn không biết làm sao lụm luôn á. Không biết đạn đâu mà combat luôn ấy. Xin rồi. Giờ anh em mình có hai cái cửa rồi đó. Giờ thì anh em mình chính thức có hai cái cửa rồi đó. Mình à đạn plasma chứ. Ok, bây giờ anh em mình đi đâu đây? Giờ có hai cái đầu lâu rồi, giờ thì gắn lên hai cái cửa này thôi. Ủa, hai cửa đâu rồi? À đây, bên này. Một em. Hai em. Tiếp. Trời, nó mở quần què cái vậy? Rồi, qua bên này. Hai game chiến quá. Đó, nó xây con mẹ gì đây này. Ê, sợ cân, mày thế, đang cần đạn. Bú đạn. Con mẹ mày, mày thích rỉa máu tao không? Con mẹ mày. Nói chung mấy con này không có mạnh lắm đâu. Má, mấy con này mới trâu nè. Má, bệnh thiệt á. Mấy con thằng này thì yếu rồi, không nói. Đó. Ui trời, đủ hết con thằng hình, Em trai thằng hình, này. Mày thích bắn tao không? Mày thích bắn với nhau không? Má, sao yếu dữ ta? Đủ mà yếu dữ vậy? Ui giời ơi, ối giời luôn. Vậy chơi súng nào đây? Súng này đam cao hơn, nhiều. Easy. Một phép. Tranh thủ. Mày thế nhờ. Mất cái đầu nha em trai. Hai phép. Xin nhẹ nhá. Còn không? Đừng mất còn luôn hả? Là chứ còn như còn. Đừng mất còn nhiều lắm. Còn nhà là còn quỷ, anh em yên tâm mà. Nó ở đâu ta? Nghe tụi nó la dữ lắm. Bên này chích mẹ. Trời ơi, đủ má bên này hả? Rồi là tôi tưởng ở đâu? Ui mẹ ơi. Má thiệt chứ. Xúc vật. Được. Thôi bạn ơi,
Bạn thích chơi với tôi không? 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 Chết đi. Xong. Áp lực quá. Áp lực quá. Đừng nói chơi game áp lực quá. Đó, chơi game áp lực thiệt sự luôn ấy. Từ từ anh em ơi, để tôi tìm đã. Giờ anh em mình đi đâu đây? Quan trọng là đi cái đường quần què gì dưới đây này. Đúng không? Đúng luôn. Giả bộ xuống để cho tí đạn nha. Cái này hết đạn con mẹ nó rồi. Máu cũng được. Dù sao có máu còn hơn không anh em à. Ui mẹ ơi, cái lùng què gì đây? Ui má. Ủa làm sao? Chết mẹ ăn cứt. Chó ăn cứt thiệt. Nè thì mày có xuống đây là chuẩn bị quốc cơm bá liền nè. Từ từ bình tĩnh. Mày thích bắn cả. Mày thích bắn tao không? Con chó này. Một đấm. Một phép. Hai phép. Con mẹ mày. Thải cái mồm mày ra. Hay quá. Mình hết tên lửa rồi đó. Đồ má. Chút mà gặp mấy ông mà châu bò để biết sao bắn luôn. Tôi đang rất vả đạn. Con mẹ nó mới nói xong luôn. Con này phải chơi tên lửa rồi. Con này không chơi tên lửa sao chơi? Con này phải chơi tên lửa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đồ căng chưa? Tí thì ăn cứt luôn. Mày. Mày. Đó, mình hết đồ chơi rồi anh em à. Hết đạn rồi. Không còn đạn để chơi luôn ấy chứ. Từ từ. Má. Ghê quá à. Đây. Để coi coi. Nâng cấp thử cái này đi, chút nữa mình test thử cái này là cái gì. Là sao? Ý là sao? Không hiểu cái này là cái gì luôn ấy. Thôi chút test. Chứ giờ biểu mẹ gì đâu. Chút test rồi biết chứ giờ biết mẹ gì đâu. Từ anh em à. Ôi bạn ơi. Hai con đánh nhau à. Tụi quỷ nó cầm bắt nhau rồi anh em à. Một hit là lên mây. Tiếp. Tại sao? Anh chim tay không một lý do. Mày hả mày? Nhảy lên coi. Đúng rồi, lụm đạn. Quá. Tha hồ có đạn sực gân rồi. Trời ơi, đủ má. Anh hơi ngông rồi nha anh trai. Má rác quá. Hơi ngông rồi nha anh trai. Trời má, thiệt chứ. Easy. Tại khúc này hơi rối anh em à. Khúc này hơi rối, không làm lẹ rồi mới nó quất cho ăn cứt hết. Này là cái gì ta cũng không biết luôn á. Ôi mẹ ơi, idol. Super idol. Ừ,
Má nó không cho tí máu luôn. Ôi em ơi, anh bên này này, anh bên này này, anh bên này này, xin cái mạng nhá, xin cái mạng nhẹ nhàng nhá. Từ từ quát đam sau, từ từ em mình quát đam sau. Tiếp này, tiếp không, tiếp không, tiếp không, tiếp này. Ôi mẹ ơi, từ từ. Easy, everything will be okay baby. Hết xong, trời ơi, giết hết con mẹ nó rồi thì bây giờ mình mới quát ra, mình mới dùng skill haste. Vậy đâu ta? Khoan khoan, bây giờ đi đâu ta? Bình tĩnh em, bình tĩnh anh em ơi, để tôi xem, để suy nghĩ coi. Qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia. À đây đây đây, cái cửa mà nó cấm mình đi là cửa này này. Nhưng mà tôi đâu cần máu, tôi cần đạn thôi. Cho tôi một cái bình đạn đi, có một cái hộp đạn full full đầy đủ đạn đi. Ui má nó xúc giật này. Xúc giật này. Xúc giật này. Mày quá. Ui má đâu ra vậy? Ok. Mày thích combat không? Mày thích combat không? Xin cái đầu nhá. Trời má. Trời má ảo chó thiệt. Ok clear. Má vậy cũng không cho tí đạn nữa chứ. Cọc thiệt luôn ấy. Ui mẹ ơi. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh. Ôi trời đủ má. Trời má mấy con tàng hình. Má thiệt chứ. Đấm ghê quá à. Má ghê quá. Cái chút xíu, cái chỗ chút xíu mà đóng đứa lồi lồi ra. Sợ ma thiệt. Quên sử dụng plasma ha. Đồ mới nãy giờ tính ra anh em mình chơi quá trời mà quên sử dụng skill plasma. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có đồ chơi, có đồ chơi. Từ từ nhảy qua đâu đây? Bên kia, bên kia, bên kia. Chết mẹ, hết đạn rồi. Hết đạn, hết đạn, hết đạn rồi. Bạn ơi, bạn đưa cái đầu bạn ra. Đưa cái đầu bạn ra. Bạn đưa cái đầu ra, bạn thích bắn tôi không? Ok. Má mình kêu có sạc gân rồi. Nói chung là tôi chỉ cần sạc gân thôi. Đủ mấy cái khác tôi xem giải trí mà. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Xin con mắt nha. Ơi là không, xin quả tim nha. Trời má đâu ra vậy? Ôi mẹ ơi. Ui 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 ui. Không giỡn fan ơi. Không giỡn fan ơi. Không giỡn fan ơi. Ui bạn ơi. Xin cái đầu nha. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Khoan từ từ. Ôi mẹ ơi. Bạn thích bắn không? À, xin cái đầu nhá. Má chiến quá. Nhưng mà hết đạn rồi. Hết mẹ đạn rồi, sạch đạn luôn. Đồ nhiều thì cũng giải trí thôi. Cái tôi cần là một cái hòm ấy. Tôi chỉ cần cái hòm đạn thôi. Là sẽ full hết tất cả, không cần màu mè gì đâu. Nhưng mà con mẹ nó còn không cho tôi cái hòm đạn nào luôn chứ.
chán thiệt. Rồi giờ thì cái con mẹ gì đây. Trời ơi, đồ mấy chiến thần nào nữa đây. Ui mẹ ơi, quá kì vậy trời. Cái con gì ông nói vậy? Con vua nữa. Máy giáp cua hả? Máy giáp này nhìn hơi trâu nha anh em. Tôi nhìn nó bắt đầu hơi trâu đó rồi. Tới công chuyện với tao. Đó, đợi. Đó thấy không? Nói chung là từ từ đủ má thì chứ má thiệt chứ súc vật này. Má thiệt súc sinh. Mày con mẹ mày. Mày tới đây, mày tới đây. Con mẹ mày tới đây. Ok, cũng được. Nhưng mà ý là giả bộ cho đạn được không? Không có đạn chơi sao chơi. Má phải lồn thiệt. Không có đạn luôn chứ. Mày lại tới con trai. Mày tới đây con trai. To be continue. To be continue. Tu bi tìm tin yêu. Quần què vậy. Làm gì cọc gì vậy. Bấm hụt thôi mà. Ui dồi ôi căng nhờ. Ui mẹ tới giờ. Cái lồng má. Mày tới đây. Sao mày không tới. Mày hả mày. Ui mẹ ơi tí thì bú mẹ rồi. Mày tới đây ăn chó. Ôi nó không chịu tới luôn trời. Mày hả mày. Tôi chuẩn bị bắn đó. Cái lồ mẹ đó. Mày ra đây. Uê. Mày hả mày. Ui xúc giật. Bắn tiếp rồi. Má thiệt. Khoan được từ. À, có đồ chơi. Mày hả mày. Nói chung là tôi nhìn là tôi biết là kiểu gì. Tôi nhìn kiểu gì tôi cũng biết. Đó, chụp bắn tiếp đó. Đó thấy không. Cô bắn được đéo đâu. Bạn ơi. Cái lồng què vậy. Đó chụp bắn tiếp đó. Mẹ hụt nữa chứ. Bạn tính hụt với tôi không. Thích hụt với tôi không. Má không lẽ chết trời. Ui cái lồng què vậy. May vải tôi ngồi xuống. Thông minh. Trời ơi. Rồi liệm mẹ nó luôn. Rồi biết cách chơi con chó này rồi.
Còn mẹ nó. Còn mẹ nó. Tới giờ rồi. Vừa lời vậy tôi tưởng không dính. Ôi chết mẹ. Chết mẹ luôn. Má tới giờ idol để quay tiếp rồi. Má nãy giờ tôi chết 2-3 lần rồi, nhưng mà nói chung cũng dễ không sao. Cũng không quá khó anh em à. Trời đù má nó quay kìa, nó quay tiếp kìa. Mày thích quay không? Mày thích quay không? Nữa. Tôi học skill của mẹ đó rồi. Mày xúc giật này. Cức luôn. Chết đĩ mẹ. Ăn chó này. Xúc giật này đủ mấy chơi chiêu này nãy giờ. Mẹ làm tao chết 2-3 lần rồi đó con chó này. Mày chết đi. Xúc giật. Má vừa là hết đạn hả? Ảo chó đi. Chết mẹ. Cái này ngồi xuống rồi đúng không? Tôi đéo biết đâu phải tôi ngồi xuống. Mà thích bắn không? Má thiệt chứ. Má gắn lên tiếng ơi. Trời ơi, đủ mấy chích dính nhảm. Ok.
Bạn thích quay thì tôi chiều luôn, tôi đi theo thôi. Đồ mất skill này dễ né chết mẹ. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, đủ mất xong chó này quay hai đều chiều không vậy? Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi ôi bạn ơi. Xúc dọc này chuẩn bị quay tiếp rồi. May thế nha. Dính 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 dính. Xin nhẹ cái cây trượng nha em trai. Quất nó. Trời ơi. Mà nó có chết không? Má tưởng nó ra V2 nữa chứ tôi chết luôn quá trời. Cái lùn vậy. Đủ má, một con chơi mệt chết mẹ, giờ hai con luôn hả? Giờ sao? Ôi mẹ ơi. Má. Hai con. Chết mẹ rồi. Má, một con chơi đã mệt rồi còn hai con nữa chứ. Từ từ, né em ra anh ơi. Né em ra anh ơi. Né em ra anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đủ má. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Má, càng bắn nó càng ra máu không? Dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi. Càng bắn nó càng ra máu mà. Thấy không, thấy không, thấy không? Quay, 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 quay. Đụt má, dính nó mệt lắm nha. Thích chơi không, thích chơi không? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hai con chó này. Má thiệt luôn hả? Không không, đánh con này không ra nhiều đạn. Đánh con nào á? Đây. Ui mẹ ơi. Từ từ từ. Má hết máu hết đạn chứ. Ui mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cắt cái đồ, ê cắt cái đồ đủ bắn rác quá. Cắt cái đồ bắn rác quá. Ui 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 ui. Má. Súc sinh này. Ui ui ui, đủ má hai con này. Rác quá nha. Không chơi, không chơi nha, không chơi nha. Chơi chơi hội đồng, đủ mẹ mất dạy. Thích bắn không? Chơi 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 hội đồng, đủ mẹ dơ. Từ 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 từ. Má. Hơi tiếc, hơi tiếc, hơi tiếc. Hơi tiếc, hơi tiếc, đủ má. Tí thì bú rồi. Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Xin cái mạng nha. Ôi giời ơi luôn. Ôi giời ơi luôn. May quá. Tao full giáp đây rồi con chó này. Mày cái đây. Mày có 2 phút để mày nói đầu hàng đó con chó. Mất mạng này. Trời ơi. Mày ra đây. Kêu quá, game nó gớm được chứ. Úi giời ơi luôn. Áp lực quá, áp lực quá. Là xong game chưa? Xong game chưa, xong game chưa? Ủa cái này có phải được receivable không? Thấy thấy không, bữa cái con Muen Hayden gì đó nó đưa mình xem ấy. Chuẩn rồi anh em à, chính nó đó, chính là Muen Hayden đấy. Có đồ mấy gì vậy? Ok. Má mệt thiệt luôn ấy.